Quay video test máy cho mình anh nhé. Ngoại hình của máy ạ, tổng thể máy còn khá là đẹp luôn ạ. Đây là mặt trước của máy ạ. Các cạnh của máy đấy ạ, không có bị va đập hay là cấn móp gì cả anh nhé. Máy nó đang hết pin này, em cắm sạc một chút ạ. Mà sau của máy cũng còn khá là đẹp luôn ạ. Em test các chức năng cơ bản của máy cho mình ạ. Em test camera cho mình ạ. Đây là cam của máy ạ. Mic thu lại ạ. Em test bàn phím cho mình ạ. Những phím hiện trắng trên màn hình là những phím có trên bộ bàn phím ạ. Những phím bên này trên bàn vì không có nó sẽ không hiện anh nhé. Biết yêu nhau để làm gì không? Loa của máy đấy ạ. Ổ cứng 52GB ạ. ID của máy ạ. Máy cảm ứng xoay gập được anh nhé.